Vâng, đây là chiếc xe Camry form mới nhá. Thế nhưng mà sao mà rẻ như form cũ luôn. Rẻ như form cũ luôn các bác nhá. Các bác mua xe Camry trong thời điểm này quá ok luôn, quá rẻ luôn. Ô tô bây giờ giá đang hợp lý mà. Các bác mình tranh thủ mua luôn đi ạ. Đấy, một mẫu xe phân khúc hạng D nhá. Ngày xưa các bác biết rồi, tiền tỷ luôn. Bây giờ giá chỉ còn tiền trăm thôi. Quá hợp lý cho mẫu xe này rồi. Đấy, nội thất bên trong đây. Đấy, nội thất bên trong đây ạ. Trang bị một số tính năng. Ví dụ như là ghế chỉnh điện này, gương kính điều chỉnh điện này, túi khí an toàn tích hợp phím điều khiển nằm trên vô lăng, cần số tự động của xe đây, điều hòa auto đây, đầu đài giải trí nguyên bản theo xe, bên kia có túi khí an toàn nữa các bác nhá, trần nỉ bọc lông, ghế da các bác nhá, ghế bên kia cũng được trang bị là ghế điện luôn. Đây các bác nhìn này, công tắc chỉnh ghế đây. Đấy, chỗ này được trang bị chỗ cho mình đựng đồ, đấy đựng đồ để đồ tí tay các bác nhá. Mẫu này chạy sướng cực kỳ luôn, chạy rất là êm ái nhẹ nhàng, chạy rất là chắc xe, chạy rất thoát xe nhá. Ngồi bên trong xe cứ tưởng là mình đi tầm khoảng 5-60 cây nhưng mà cứ tưởng là tầm khoảng 2-30 cây thôi. Vì chạy nó rất là êm xe các bác nhá. Nội thất của xe rộng rãi bởi vì chiếc xe này với chiều dài của nó là xích xoát 5m các bác nhá. Xích xoát 5m cho nên là nó rất là rộng rãi luôn. Đấy, la sóng đúc nguyên bản theo xe. Con này của em bản 2.4G các bác nhá. 2.4G. Thực ra thì nó là 2.36 nhưng mà đọc luôn nó là 2.4G đi. Dạ vâng, đây là phần phía sau của chiếc xe. Các bác nhìn xem. Trang bị có những cái mắt cảm biến chống va chạm ở phía sau này. Đấy, tên logo xe đây, các bác nhìn xem đèn đó của xe rất là mới đẹp nhá. Biển Việt Nam, người Hải Phòng sử dụng. Đấy. Bên em có hỗ trợ làm xăng tên đổi biển cho mình đối với mẫu xe này. Và giới thiệu với các bác là bên em còn một con nữa là màu ghi nhá, một con nữa màu ghi. Đấy. Vâng, còn đấy thì em cũng đã quay đã có hình ảnh video chiếc xe đấy rồi các bác nhá. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe Camry, các bác mình qua cửa hàng bên em địa chỉ 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương để xem thử xe các bác nhá. Bên em để giá tốt cho mình. Xe hoàn toàn không lỗi gì mà thậm chí củ máy của xe vẫn còn zin các bác nhá. Củ máy vẫn còn zin. Lỗi tai nạn ngập nước là không có. Đấy, pháp lý của xe là chuẩn. Vâng. Các bác mình yên tâm về chất lượng của xe, các bác mình nhìn cho em về hình thức thôi. Khi các bác mình thấy hình thức chiếc xe này ok thì các bác mình bàn bạc về giá cho em nhá. Giá bên em đưa ra thì vẫn còn đùi, vẫn còn bớt và còn thương lượng. Các bác mình quan tâm thì mình cứ gọi điện cho bên em là kiểu gì cũng sẽ mua được xe thôi vì là giá quá hợp lý. Đấy. Vâng, cuối video thì em sẽ đọc một cái mức giá cho mình tham khảo nhá. Đấy, vâng. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho mình này. Ở phía đầu thì có thấy là có cả cảm biến chống va chạm là phía đầu này. Đấy, đèn của xe có đèn bi cầu này, cực sáng vào ban đêm. Sơn xi của xe rất là bóng luôn. Đấy, lốp nắp của xe vẫn còn khá dày các bác nhá. Đấy, xi nhan bao rẽ trên gương cũng đã có sẵn rồi. Đây, theo xe luôn, đăng kiểm tháng 4 năm 2024. Kính của xe bọc dán xung quanh, các bác đã nhìn thấy đúng không ạ? Sơn xi mượt mà bóng bẩy cả con. Về các bác mình không cần phải sơn chỗ nào nữa các bác nhá. Không bị xước chỗ nào mà, đúng không ạ? Đây, cao chỉ cánh cửa các bác nhìn xem vẫn còn đây. Bộ tắp lên cánh cửa xem các bác cũng nhìn luôn cho em nhá. Đây. Bộ tắp lên cánh cửa đây. Chỗ này được thiết kế bằng chất liệu da. Những cái mẫu xe sang, những cái mẫu xe tiền tỷ thì người ta thường người ta hay thiết kế những cái vị trí tắp lên cánh cửa này và ghế và tắp nô xe bằng chất liệu da các bác nhá. Kính của xe là kính một chạm auto, kể cả kính phụ cũng là một chạm auto luôn như thế này. Đấy, vách cửa các kiểu đây. Đấy, khóa cửa đây, rất sáng đẹp, cột kèo xe vẫn còn zin hết các bác nhá. Zin hết luôn. Lóc đây em quay luôn. Nước sơn bóng đẹp từ trên cho xuống dưới các bác nhá. Đấy, bộ ghế da của xe vẫn còn khá là mới đây này các bác này. Đấy, ghế điện nha các bác nhá. Đấy, sàn da nó thảm trải sàn trên nữa rồi. Đấy, một số vị trí như thế này cũng đã được sơn vân gỗ, tự kiên toàn đây, cửa gió đồ nhựa xe không gãy vỡ gì. Đấy, tắp lô bằng chất liệu da các bác nhá. Đấy, âm thanh loa đài nghe cực chất luôn, nghe cực sướng luôn. Dòng này âm thanh nghe hay lắm. Điều hòa lóng lạnh của xe vẫn còn đủ hết các bác nhá. Đấy, điều hòa là điều hòa auto, ấn tắt bật đây. Đấy, chỗ này được đồ được nước cho mình như này. Đấy, khóa rồi. Vâng. Ok nhá, đây nữa này. Đây nữa này các bác nhá. Ở chỗ này được đồ này, để cốp đồ này, rất to rộng. Các bác xem thêm vị trí nào của chiếc xe này, các bác mình muốn xem thêm video, các bác mình kết bạn, nhắn tin Zalo cho bên em nhá. Bên em gửi hình cho mình qua Zalo. Tiến sẽ đọc số điện thoại để mình lưu vào. Khi nào có nhu cầu mua bán trao đổi gì, mình liên hệ được dễ dàng, thuận tiện hơn các bác nhá. Và đây, một cánh nữa, một cánh tiếp theo mà em sẽ quay cho mình để mình xem này. Ok chưa ạ? Các bác thấy ok không? Đấy. Xe đẹp đấy các bác. Đấy. Xe rất là sáng xe các bác nhá. Nội thất của xe tươi tắn sạch sẽ. Da của xe là không bị rách này. Nhựa của xe là không bị xước này, đúng không ạ? Đấy, nòng vách của xe còn sáng đẹp. Khóa cửa đẹp. Vâng. Ok nha các bác. Ghế này. Ghế ok nhá. Đấy, nội thất của xe thì rất là rộng. Đấy, có cửa gió thổi vào ghế phía sau đây. Đấy, cửa đây, vách cửa đây. Vâng, vị trí này dòng Camry thì luôn luôn được thiết kế có một cái tì tay và dòng này thiết kế cái tì tay nó rất là to nhá.
Đấy, có rèm che nắng ở phía sau đây nhá. Đấy, đựng đồ khu vực phía sau này thì rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, chân lý bên trong lý xe rất là mới, bọc ni lông bên ngoài cho nên là lý bên trong rất là mới các bác nhá. Cửa đóng chắc lịch luôn, rất là êm và nhẹ. Thân vỏ cứng dày, tôn vỏ gõ kêu con con, kêu con con cả nhá. Đây, đóng cửa cho các bác nghe này, rất êm luôn, khe mép kít đều, tôn vỏ gõ kêu con con, sơn xi mượt mà, bóng bóng bẩy, sạch sẽ. Đấy, sáng bóng cả xe luôn, các bác nhìn xe. Đấy, đèn đóm rất mới này. Đấy, 2.4G thì chiếc xe này nó tầm khoảng là lanh quanh gần chục lít đường trường nhá. Đường trường là gần chục lít, đường phố thì hơn chục lít các bác nhá. Các bác mua đi gia đình quá ok đúng không ạ? Rẻ như Vios, rẻ như thậm chí là rẻ hơn Vios rất là nhiều đúng không ạ? Nếu mà Vios mới chiếc xe này rẻ hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Nếu mà Vios cùng đời thì nó cũng không chênh nhau đáng bao nhiêu các bác nhá. Đây, đèn đóm xe đây, rất mới luôn này. Đấy. Tí quay cả gầm nữa cho mình xem nhá. Đấy, bây giờ em di chuyển qua nhà mình xem bên đây. Đấy, chi tiết hơn phần khu vực phía bên đây. Keo chỉ cánh cửa đây. Đấy, nòng vách cánh cửa đây. Như này tương đối là kỹ rồi, đúng không ạ? Đây, nòng vách đây, tem vẫn nguyên này. Đấy, có cục gương ấn nút này nhá, để cảm biến đây này. Đấy, cửa gió đồ nhựa đây. Đấy, chức năng điện của xe vẫn hoạt động bình thường nha các bác. Tem này, rồi khóa cửa xe này, khóa cửa rất sáng luôn. Nhiều con thâm hết rồi, nhiều con han hết rồi. Con này của em là chưa thâm han luôn. Đấy, ghế đẹp này. Đấy, vô lăng đẹp này. Đấy, gõ kêu con quang luôn này. Kính dán rồi này. Đấy. Gioăng cửa không rách nha các bác. Mép cửa keo chỉ vẫn còn nguyên đây. Bốn cánh cửa bằng chất da các bác nhá, chất da xịn. Chất da xịn của nhà máy thâm giáp. Đấy. Những cái vị trí da này thường người ta hay bọc lại, chứ còn để vị trí da này là vị trí da mà da zin nhá. Da zin chăm chăm luôn. Đấy, chỗ này có cái chỗ để cho mình gạt tàn thuốc lá này. Đấy, công tắc kính điện auto này. Ấn một chạm thôi, không cần ấn nhiều đâu các bác nhá. Đấy, khóa cửa đẹp sáng này. Đây. Ghế ok chưa? Xe không vấn đề gì cả các bác nhá. Nội ngoại thất sạch sẽ, tươi tắn, gọn gàng. Mua về cứ thế đổ xăng là chạy, không cần làm gì, đi luôn thôi. Đấy, đa răng cỡ to các bác nhá. Sơn xi đây, đóng cửa lại thì cái phần form bên ngoài bên đây sẽ như thế này nhá. Đấy, các bác thấy ok không ạ? Nói chung là xe đẹp, xe tuyển chọn rồi, xe bên em đã kiểm tra, các bác yên tâm nhá. Đấy, và đây là cái phần gầm của xe này. Dòng này cái phần tôn vỏ nó rất là cứng dày cho nên là mục mọt sẽ rất là khó nhé. Ngay bây giờ là cái phần khoang máy cho mình xem. Một dòng xe rất là bền lành, cực kỳ là kinh tế, cực kỳ là bền bỉ. Một cái xăng nó hơi nhiều một tí thôi, chứ còn thì dòng này rất là bền xe các nhá. Đến Vios đấy, Vios còn bền cho nói gì đến dòng Camry đúng không ạ? Vios Atip nó còn bền nói gì đến Camry đúng không ạ? Camry nó sẽ bền hơn rất là nhiều các nhá. Dòng xe hạng D cơ mà, hạng cao cấp cơ mà, tiền tỷ lúc mới cơ mà đúng không ạ? Loại xe đến từ hãng Toyota các bác nhá. Vâng, đây là cái phần động cơ của chiếc xe này các bác nhìn xem. Đấy, máy đây, máy VTTA các bác nhá. Máy sáng sạch sẽ, mình đem vệ sinh rồi. Máy số cực chất luôn, củ máy vẫn zin. Đấy. Chiếc xe này thì em đã quay tới đây có cho con mình cũng xem tương đối là đủ rồi. Các bác mình liên hệ sớm để có mức giá tốt nhất cho mẫu xe này nhá. Theo ba số điện thoại hotline bên em vẫn dùng, bên em vẫn cung cấp cho các bác mình thường xuyên. Đây là số 093 85 86 307 và 0389 000 555 và 0335 838389 nhé. Ở địa chỉ 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương. Bên em đang nhiều xe, con thấy là rất là nhiều. Hơn 100 xe, gần 200 xe các loại cho mình lựa chọn tham khảo nha bác. Bên em có ship đến tận nhà cho bác mình khi mình bận hay là lý do gì mình không đến xem xe được, bên em sẽ ship tận nhà nhá. Có hỗ trợ làm sang tên đổi biển, có là đổi xe và có thu mua lại xe các bác nhá. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube bên em coi nhá. Và nhấn theo dõi Facebook nữa, nhấn follow nữa để xem thêm những video những chiếc xe khác bên em. Các bác phải nhấn như vậy thì mỗi khi em đăng con xe nào lên, các bác sẽ nhận được sớm, nhận được ngay mà không bỏ lỡ video nào các bác nhá. Vâng, video này về chiếc xe này. Đấy, clip về chiếc xe này thì đến đây em cũng đã quay xong rồi. Các bác mình nhấn like, nhấn tim, nhấn chia sẻ ủng hộ em với. Và em cũng cảm ơn các bác mình đã theo dõi video này và những video khác của em. Xin cảm ơn các bác mình rất là nhiều. Hẹn gặp các bác vào những video chương trình lần sau nhá.